Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ngày thứ 6 xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác gây thiệt hại cho SCB. Trình bày trước tòa, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay và không cố tình ký hồ sơ sai phạm trả lời câu hỏi của các luật sư để làm rõ thiệt hại, hành vi của các bị cáo, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan nói bản thân sở hữu hơn 99% công ty cổ phần đầu tư Times Square. Ông Chu Lập Cơ đã ký văn bản cho phép vợ mình sử dụng tài sản để thế chấp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng SCB theo đề nghị. Về lần ký kết thứ hai, mặc dù bà Trương Mỹ Lan không nói gì nhưng bị cáo vẫn ký vì nghĩ là để giúp ngân hàng, ông Chu Lập Cơ trình bày, bị cáo dù không biết tiếng Việt nhưng tin tưởng vào nhân viên trợ lý của mình nên vẫn ký. Ông Chu Lập Cơ nói thêm, không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản khoản vay tại SCB. Ông này trình bày, bị cáo hoàn toàn không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo không cố tình ký văn bản, bị cáo thừa nhận mình ký là sai. Bị cáo mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục. Bị cáo Chu Lập Cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng, thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội cổ đông, quyết định số 13 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2012, biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Times Square chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do bà Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, chu lập cơ đã giúp cho Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không trả được. Bà Trương Mỹ Lan thuyết phục ông Chu Lập Cơ ký biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017. Biên bản này cho phép tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ, tổng dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, Tổng nghĩa vụ các khoản nợ ông Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là hơn 39.200 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức vay vốn nêu trên là hơn 30.000 tỷ đồng. Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Chiều ngày 11 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu tham gia xét hỏi các bị cáo trong vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và những pháp nhân liên quan. Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB cho biết, Bản thân công tác tại ngân hàng SCB từ năm 2010, kinh qua nhiều vị trí từ nhân viên đến phó tổng giám đốc. Quá trình làm việc, bị cáo dung được những người tiền nhiệm hướng dẫn lập hồ sơ vay, định giá và xử lý các nguồn tiền mỗi khi bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nhu cầu. Khi cần tiền, bà Trương Mỹ Lan gặp cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB Trần Thị Mỹ Dung nói về số tiền, thời gian dùng tiền và tài sản đảm bảo để vay cùng các khoản chi tiêu sau khi giải ngân. Trường hợp ngân hàng SCB không xử lý được, Bà Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu gái bà Lan, tìm cách như thành lập các công ty đứng tên các khoản vay. Khi đại diện viện kiểm sát nhắc lại lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng ngân hàng SCB tự tạo lập các khoản vay và mượn tài sản của bị cáo này làm tài sản đảm bảo. Nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB Trần Thị Mỹ Dung bật khóc. Bị cáo Dung nói rất đau lòng khi gặp lại những người anh em đồng nghiệp sau 17 tháng bị tạm giam. Theo bị cáo bản thân và nhiều người khác khi vào làm việc tại ngân hàng SCB rất thần tượng bà Trương Mỹ Lan và tuyệt đối trung thành, không nghi ngờ giao việc gì sẽ làm việc đó. Bị cáo dùng nghẹn khóc nói. Tuy nhiên trong sáng 11 tháng 3, khi nghe chị Lan khai như thế, bị cáo cũng không trách mà chỉ trách bản thân đã đặt niềm tin sai. Bị cáo Nguyễn Phương Anh, nguyên phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, được bà Trương Mỹ Lan giao nhiệm vụ tìm người đứng tên đại diện pháp luật các công ty ma, đứng tên cổ phần, đứng tên vay vốn, ký chứng từ rút nộp tiền để tạo dựng hồ sơ vay vốn khống và rút tiền giải ngân tại ngân hàng SCB. Tại tòa, bị cáo anh Khai những cá nhân đứng tên vay vốn hoặc đại diện cho các pháp nhân ma trong hồ sơ vay vốn SCB đều không biết họ đang đứng tên. Nói về cách thức che giấu, không để các cá nhân trên biết, Nguyễn Phương Anh Khai khi ký những tài liệu, chứng từ, họ ký trên tờ giấy trắng vào vị trí được đánh dấu. Sau khi họ ký xong, các bị cáo sử dụng những tờ giấy đó đưa vào máy in ra các dữ liệu các cá nhân này được trả công từ 8 đến 12 triệu đồng. Bộ phận kế toán quản lý công ty liên quan sẽ chi trả khoản tiền này. Về dòng tiền sau khi được SCB giải ngân, bị cáo Hồ Biểu Phương, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát và các bị cáo nhóm nhân sự tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết được chi rất nhiều thứ. Thực hiện chỉ đạo miệng của bị cáo Trương Bị Lan, dòng tiền từ ngân hàng chuyển vào tài khoản công ty thụ hưởng theo phương án vay khống được giải quyết bằng cách thức hứa mua cổ phần của các pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Các bị cáo thừa nhận với phương thức giải quỹ trên, không chỉ cất đất dòng tiền mà còn tránh được sự phát hiện của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác. Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời câu hỏi của đại diện cơ quan công tố, bị cáo Nhàn cho rằng tại thời điểm thanh tra ngân hàng SCB, bà không quen biết bị cáo Trương Mỹ Lan, thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB mới biết bà Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cổ đông rất lớn tại SCB. Bị cáo nhàn khai, cuộc gặp giữa bà với bị cáo Lan là theo yêu cầu của Võ Tấn Hoàng Văn để đề nghị bà Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho ngân hàng vì khi thanh tra thế nợ của chủ đầu tư với ngân hàng rất lớn. Về câu hỏi, khi ban hành kết luận thanh tra, gặp và bàn bạc gì với bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo nhàn trả lời, Cuộc gặp không có trao đổi với bị cáo Trương Mỹ Lan rằng không đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Liên quan đến số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhận của SCB trong quá trình thanh tra ngân hàng này, bà Nhàn cho rằng bản thân nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn hoàn toàn thụ động. Sau khi nhận tiền, bà đã liên hệ để trả lại nhưng cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB không đến lấy. Hội đồng xét xử ngắt lời đại diện viện kiểm sát, bị cáo Nhàn và hỏi bị cáo nhận tiền mấy lần bị cáo nhàn xác nhận lời khai trước đó là nhận 4 lần, tổng cộng số tiền là 5,2 triệu đô la Mỹ. Bác lời khai của bị cáo nhàn, chủ tọa phiên tòa nói, nhận tiền 4 lần sao là thụ động. Nếu bị cáo không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, nhưng bị cáo vẫn nhận lần 2, 3, 4. Quá trình viện kiểm sát chất vấn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thắc mắc nhiều người trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền giống như mình nhưng chỉ mỗi bà bị truy tố về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử cũng phân tích, trong số các bị cáo nhận tiền thì bà Nhan nhận số tiền nhiều nhất. Về tội danh, viện kiểm sát truy tố đúng hay sai, hội đồng xét xử sẽ đánh giá, xem xét